ơi mẹ dặn cô cứ đi theo đường vòng qua rừng, vì đường vòng qua rừng có nhiều hoa, có nhiều bướm, cô thích lắm. Đi được một quãng thì cô gặp sắp xăm nhắc. Cô bé quan không mà ơi, lúc nãy tôi nghe mẹ cô dặn đi đường thẳng, không đường vòng qua rừng cơ mà, sao cô lại đi đường này? Cô bé quan khăn mà hán trời, nên không để ý đến lời sắp nói. Cô cứ đi theo đường vòng qua rừng, cô vừa đi cô vừa hát. Trong rừng còn nhiều loài hoa, trong rừng còn nhiều loài hoa, la 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 la. Vừa đến cửa rừng thì cô gặp một con chó sói, nó nhảy vào ra trước mặt của cô, nó cắt giọng ốm mồm hỏi: này cô bé kia đi đâu đấy? Cô bé rất sợ núm đan bào chàng nhớ nói: tôi đi sang nhà bà ngoại. Tôi nói đi sang nhà bà ngoại thì chó sói nghĩ bụng nói: à thì ra nó còn có cả bà ngoại nữa cơ đấy, thế thì tạ ơn thì có hai bà cháu luôn. Nói xong sói hỏi tiếp: thế nhà bà ngoại cô bé ở đâu? Ở đằng kia, ở cuối cô rừng. Nhà mà có ống khói, chỉ cần đẩy cửa vào là được. Nói xong sói bỏ cô bé lại một mình ở đó. Nó chạy ngay đến nhà bà ngoại của cô bé quàng khăn đỏ, nó đẩy cửa vào và nút trấn ngay bà cụ. Xong xuôi nó lên giường đắp chăn lại, á làm bà ngồi ốm. Lúc cô bé đến, cô bé thấy sói đắp chăn nằm trên giường nên cô tưởng bà ngồi bị ốm thắt, nên cô hỏi: bà ơi, bà ốm đã lâu chưa? Sói không trả lời nào mà em được rõ hơn. Lần này cô bé vẫn chưa tin nên cô hỏi tiếp: ba ơi, sao này ta bị dài thế? Tay bà dài để bà nghe cháu được rõ hơn. Lần này cô bé vẫn chưa tin nên cô hỏi tiếp: ba ơi, sao này mông bà to thế? Mồm bà to để bà ăn thịt của cháu đây. Nói xong sói nhảy ra khỏi giường và núp chẫn ngay cô bé hoàng khăn đỏ đáng thương. Sói nó nè nào quá, nó lên giường ngủ gái. Má sau lúc đó bác thợ săn đi ngang qua, thấy thế bác định giơ súng bắn, nhưng bác chợt nghĩ: chó sói đã ăn thịt bà cụ và cô bé hoàng khăn đỏ, nên bác không dùng súng mà dùng kéo để mổ bụng sói ra. Vừa ra được vài mũi thì bác thấy chiếc khăn hoàng khăn đỏ của cô bé. Vừa ra được vài mũi nữa thì cô bé nhảy ra và nói: trời ơi, cháu sợ quá, trong bụng tôi đáng như mực. Bà cụ cũng từ từ chui ra khỏi bụng sói. Cô bé đi nhặt những hòn đá to, một cục, hai cục, ba cục, rất nhiều cục để nhắc đáy bụng sói. Lúc sói tỉnh dậy sau thấy bụng mình đau quá, nó muốn nhảy lên nhưng nó không sao ngã được, nó khỏe gõ súng và lăn đùng ra chết. Từ đó về sau, cô bé hoàng khăn đỏ không dám làm sai lời mẹ dặn nữa. Qua câu chuyện này, con sẽ luôn vâng lời ba mẹ dặn. Đi đâu, làm việc gì, con sẽ xin phép ba mẹ,
con không ham chơi giống mấy cô bé Hoàng Khăn Đạo nữa. Câu chuyện của con đến đây là hết rồi. Cảm ơn các cô đã lắng nghe con kể câu chuyện. Con xin tạm biệt. Các bạn ơi, các bạn có biết sứ giả mùa xuân là ai không? Không. Xưa thật là xưa, có bốn nàng tiên làm nữ hoàng cho các mùa xuân, hạ, thu và đông. Mỗi nàng có một cung điện lộng lẫy trên một ngọn núi cao. Chỉ khi đến mùa của mình thì các nàng mới xuất hiện. Nàng ấy không hiểu sao mùa đông kéo dài lê thề, cây cối và các con thú run rẩy vì lạnh. Ai cũng mong chờ, lo lắng, không hiểu sao nàng tiên mùa xuân lại chế hẹn như vậy. Vì thế các con vạc mở một cuộc họp, chọn người đi đó nàng tiên mùa xuân để tìm hiểu nguyên do. Sư tử khạm khạm bước ra, vỗ ngực và nói: trong khu rừng này, ớ là người mạnh mẽ nhất, dũng cảm nhất, chỉ có tớ mới xứng đáng đi đón nàng tiên mùa xuân thôi. Các cậu cứ ở nhà mà chờ tình vui của tớ nhé. Nói rồi nó hăm hở lên đường. Ngày đầu tiên cậy sức khỏe tốt, lên sư tử phóng nhanh, chạy từ sáng đến tối. Càng về sau sư tử yếu sức rồi không đi tiếp được nữa, bèn quay về thấy sư tử bỏ cuộc. Công điệu đà bước ra, xòe tung chiếc đuôi rực rỡ sắc máu, múa quay một vòng rồi lên tiếng chế yếu và nói: hơ, nếu muốn nàng chi mùa xuân xuất hiện thì sứ giả phải là một con vạc xinh đẹp và lộng lẫy như họ nhà con chúng tôi đây này. Chỉ có tôi mới xứng đáng đi đón nàng tiên mùa xuân thôi. Chim công hăm hở lên đường, mang theo nhiều quà và hoa đẹp. Thế nhưng đường xá xa xôi, vất vả, các món quà mang theo bị vứt lại bên đường. Nhưng rồi không chịu đựng được nữa, chim công dằn mệt mỏi rồi bị ốm. Cuối cùng chim công bèn quay về. Đến lúc này mùa thú đã sốt ruột lắm rồi, nếu còn chần chừ sẽ trễ mất mùa xuân tuyệt vời. Ngay lúc ấy chim mén nhỏ ngập ngừng nói: thưa các ba, thưa các anh, thưa các chị, én tôi tuy nhỏ bé kém cỏi nhưng vẫn xin góp sức để mang mùa xuân về. Mùa đông năm nay dài quá, mẹ tôi bị ho ngày một nặng. Nếu không có ăn nắng mùa xuân, e rằng mẹ tôi không qua khỏi. Tôi sẽ đi tìm mùa xuân. Muôn loài đồng ý, dù đang ốm nhưng hai tinh con đi tìm nàng đi mùa xuân. Én mẹ vẫn cố vặn những chiếc lông dài nhất của mình để làm áo trong rét cho con. Chim mén bay mãi, tưởng chừng không bay tiếp được. Nghĩ đến mẹ với muôn thú đang sốt ruột, nó vẫn cố vươn đôi cánh nhỏ bé của mình bay về ngọn núi cao. Cuối cùng cũng đến được trước cửa cung điện. Chim mén thấy một chú chim vàng óng bị ngắt, nghĩ chú chim bị lạn. Chim mén cởi chiếc áo ra choàng cho bạn, bỗng nhìn chim biến mất. Rồi nàng tiên mùa xuân xuất hiện. Con là một cô bé hiếu thảo, nhân hậu. Năm nay ta chọn đến nhân gian vì các con vạc không ngoan, chúng không biết yêu thương và giúp đỡ nhau.
Nhờ có con, ta biết rằng điều tốt đẹp vẫn đang còn hiện hữu. Ta sẽ chọn con làm sứ giả cho ta. Bây giờ hãy cùng ta mang mùa xuân đến cho muôn loài nào. Chim mén cảm ơn nàng tiên mùa xuân rồi bay vút trở về. Nàng tiên mùa xuân bay theo sau, tỏa ánh nắng dịu dàng ấm áp xuống cho muôn loài. Nàng đi đến đâu muôn hoa nở, chim hót líu lo, ong bướm nô đùa. Từ đó về sau, mỗi khi thấy chim mén bay diện trên trời, muôn loài biết rằng nàng đi mùa xuân.